Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đào cái hoa mua các bạn ạ. Đây là cái hoa mua. Cây này thì có thể có những bạn biết rồi, có bạn thì chưa biết. Mình thấy hoa nó khá đẹp và cái lá nó nhìn cũng đẹp. Lá nó hơi như lá quế các bạn ạ. Và sau đây mời các bạn xem cận cảnh mình quay để các bạn bạn nào mà chưa biết cái hoa mua thì tham khảo nhé. Đây các bạn này, hoa nó đây. Cái hoa rất đáng yêu. Đây nó này. Và quả nữa đây các bạn này. Đây là quả đây. Đến khi nó chín thì nó nở ra và mình có thể lấy cái bên trong mình ăn được. Đây các bạn. Và cái hoa mua thì thông thường là nó thuộc dạng cây bụi. Thuộc dạng cây bụi thì cái thân nó ít khi có thân to lắm. Đây các bạn này. Đa số là dạng thân bụi thôi chứ còn thân to ít lắm. Đây các bạn thấy đây. Đấy, nó thuộc dạng thân bụi như thế này. Bây giờ mình sẽ tìm một cây để mình đào. Đào về trồng. Mình sẽ đào cây này các bạn này. Đây, cây này là một cây. Với lại mình tìm được một cây phía trong cái bụi rậm này. Cái này chắc mình phải quay vào trong, mình quay sát thân thì mới thấy rõ được. Để mình đi vào trong mình quay. Đây các bạn này, cây này là cây có hai thân. Đây mình sẽ đào cái cây này. Đây cái cây mình đang chỉ đây. Chỗ này đặt máy quay nó hơi khó, mình sẽ tìm một nơi nào đó mình đặt để mình đào cây này. Mình đào cây này đây các bạn này. Cây này thì cái gốc nó bằng to hơn ngón tay cái một chút. Đây tầm này. Bây giờ mình sẽ đào cái này đây. Phần gốc mình đào tương đối được thì bắt đầu đến cắt phần cành lá các bạn ạ. Cành nó rất là vướng. Sau một thời gian thì cũng đào được cây này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đưa ra cái vị trí rộng rãi để mình bó cái bầu này lại. Cây này khá to các bạn ạ. Cái phần gốc chạm đất này là nó bằng tầm cổ tay người lớn này. Bây giờ mình sẽ bó cái này lại và mình đào cái khác.
và mình bó lại như này là xong các bạn ạ. Bây giờ mình đi đào cây thứ hai. Mình bó lại như này cho dễ làm các bạn này. Cái cây này bầu không lấy được nhiều nhưng mà có dễ tơ các bạn ạ. Cây này về trồng rất dễ thôi. Bây giờ mình bó bầu xong mình cắt lại cái phần ngọn để cho bớt lá đi. Bây giờ mình phải cắt bớt lá đấy các bạn ạ. Vì cây này mình cắt bầu thì nó cũng đã đứt rất nhiều rễ. Bây giờ mình mà để lá thì về nhà trồng cây sẽ yếu và có thể chết. Bây giờ mình cắt đi, mình chỉ lấy cái bộ khung thôi. Như cái này về cũng chỉ chơi cái bụi chứ còn nếu mà chơi bonsai thì hơi khó bạn ạ. Các bạn, mình cắt đi như thế này và bây giờ mình bó lại, bó phần ngọn lại. Đấy, như thế này là rất gọn gàng đấy các bạn này. Và hôm nay mình đào 2 cây thôi. Và mình lấy 2 cây như này là xong rồi đấy các bạn này. Bây giờ về thôi, về và mình cho các bạn xem một số cây mình đã trồng đã sống. Cây đưa về đến nhà rồi đây các bạn này. Ở ngoài rừng nhìn như vậy nhưng mà về nhà nó khá to. Đây các bạn thấy cái cổng nó cao vậy mà cái cây nó gần bằng cái cổng rồi đây. Đấy, rất là cao. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cây mình trồng sống rồi nhé. Cây mua này hôm trước mình lấy về mình trồng mà nay đã sống lên mầm rất là đẹp đấy các bạn này. Đây là mình trồng đất. Đất này đất phù sa các bạn ạ. Đây, lá nó lên đây. Đây nữa các bạn này, cây này hôm trước mình lấy về mình trồng nay nó lên mầm rồi đây. 2 cây. Đây, cái bên này nữa này. Mình phải trồng ở chỗ râm mát cho nó không bị nắng.
cái thời gian đầu đã lên mầm này. Đang lên mầm đây. Cây này thì gốc khá to. Các bạn nhìn ngón tay biết này. Cái bên này thì cũng đang lên mầm. Lên mầm nhưng mà bị con sên nó ăn. Đây là lên mầm đây. Đây là này. Và mình sẽ dừng video nhé. Đến video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách trồng cây mua khi mình lấy về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.